Đoàn Minh, cô gái 12 mối tình, tìm bạn trai chu cấp, ngoại hình thay đổi, yêu nam ca sĩ đình đám. Sau một năm nổi tiếng trên mạng xã hội, hiện tại trên trang cá nhân Đoàn Minh tiết lộ bản thân vẫn đang độc thân. Đồng thời, chính phát ngôn của ca sĩ Du Thiên đã khiến câu chuyện ngày xưa tiếp tục rầm rộ trở lại. Còn nhớ cách đây hơn một năm, câu chuyện về Đoàn Minh, cô gái lên show hẹn hò từng chiếm sóng mạng xã hội trong thời gian dài, khi tiết lộ đã trải qua 12 mối tình, yêu cầu bạn trai phải cho tiền khi hẹn hò và không chịu làm dâu. Những phát ngôn gây tranh cãi của cô nàng trong chương trình còn bị cư dân mạng chế lại, tạo thành xu hướng trong các clip TikTok. Trong chương trình ghép đôi thần tốc, Đoàn Minh đưa ra nhiều điều kiện cho bạn trai tương lai, phải là người cho cô tiền để mua sắm, đầu tư chứng khoán, bất động sản và đặc biệt biết nấu ăn. Bản thân Đoàn Minh chia sẻ mình biết nấu nướng nhưng sẽ không nấu cho bạn trai, mà phải ngược lại. Cô nói, em có 12 mối tình, có 4 mối là sâu sắc, còn lại chỉ dừng ở mức tìm hiểu, cao nhất là 1 năm, còn thấp nhất là 1 ngày. Đẹp trai là tiêu chí và em muốn bạn nam chi tiền cho em để mua đồ, đầu tư chứng khoán, bất động sản. Trai cho tiền mình đi đầu tư, rồi mình chi tiền lại cho trai. Đi ăn nếu bạn trai quên bóp thì em có thể cà thẻ trả, rồi đợt sau bạn cà lại, nhưng quên lần 2 là thôi bye bye luôn. Khi MC chương trình hỏi Đoàn Minh về việc nếu sau này phải sống chung với bố mẹ chồng, chuyện làm dâu cơm nước cho nhà chồng là điều không thể tránh, lúc đó sẽ thế nào? Cô gái lập tức trả lời, em sẽ kiếm bạn trai khác. Tư tưởng của em là khi có chồng sẽ dọn ra ở riêng. Em thích nấu ăn nhưng sẽ không bao giờ nấu cho bạn nam đâu, vì anh phải chiều em chứ. Chưa dừng tại đó, Đoàn Minh còn khiến không ít khán giả xôn xao vì thái độ thẳng thắn trên sóng truyền hình. Cụ thể, khi nhận được quà tặng là cây son từ bạn nam, Đoàn Minh lại thể hiện thái độ không mấy ưng ý. Son màu cam, em thích màu đỏ cơ. Sau chương trình hẹn hò, Đoàn Minh trở thành tâm điểm chỉ trích của cư dân mạng. Trước đó, liên quan đến những chia sẻ khiến cô bị ném đá, Đoàn Minh đã nói với Soundstar, một phần là do bên phía nhà sản xuất cắt ghép, mặt khác những người chia sẻ lại cũng giật tít đẩy câu chuyện đi theo một chiều hướng khác. Tuy nhiên, cô nàng cũng nhấn mạnh, bản thân không hạ tiêu chí tìm bạn trai. Mình có dự định độc thân và tiếp tục chờ, chăm sóc cho bản thân hơn, chờ đúng người phù hợp hơn. Tính mình khá thẳng thắn, lại style gia đình kiểu hiện đại, không hợp làm dâu là nhiều. Nhận nhiều bình luận tiêu cực, cô đã phải khóa trang cá nhân một thời gian. Đến khi sự việc đã lắng xuống, cô gái 12 mối tình mới trở lại mạng xã hội, nhưng rất hiếm khi đăng ảnh lộ mặt như trước. Hơn một năm trôi qua, ngoài công việc văn phòng, Đoàn Minh còn bắt tay vào công việc review những quán ăn ngon cho giới trẻ. Instagram của cô nàng sở hữu đến hơn 34.000 lượt theo dõi. Gần đây, Đoàn Minh lại bất ngờ nổi tiếng lại khi ca sĩ Du Thiên xác nhận mình từng là tình cũ của cô nàng. Cụ thể liên quan tới vấn đề này, Du Thiên không ngần ngại khẳng định, vâng, tôi xin xác nhận mình là một trong 12 mối tình mà cô ấy đã trải qua. Một số người cho rằng, nam ca sĩ chỉ nói vui và không tin là sự thật. Tuy nhiên, Du Thiên lại một lần nữa nhấn mạnh, các ông không tin tôi à, đùa. Ngay sau khi bình luận này được chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng xã hội đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ thái độ bất ngờ, đồng thời cho rằng gu của Du Thiên cũng khá đặc biệt. Sau đây là một số bình luận từ dân tình. Gu mặn quá, thật bất ngờ, không biết thực hư thế nào. Có thật không ấy, chắc hẳn bạn đã có trải nghiệm rất đáng nhớ nhỉ. Ôi trời, đặc biệt quá, giải mã được một trong 12 mối tình của Đoàn Minh rồi. Được biết, Du Thiên là một ca sĩ trẻ. Anh thường thể hiện các dòng nhạc, nhạc trẻ, nhạc trữ tình và nhạc kịch opera. Trước thông tin này, hiện Đoàn Minh vẫn chưa có phản hồi gì.